chúng ta sẽ đi sang bài tiếp theo chúng ta sẽ làm quen với một số công cụ cắt xóa tẩy đối tượng ví dụ chúng ta có một đối tượng a chúng ta muốn xóa cắt thì chúng ta ấn vào đây công cụ đầu tiên là crop cắt chúng ta khoanh một vùng như thế này vùng này đậm hơn sẽ giữ lại vùng ngoài sẽ bỏ đi vì vậy chúng ta có thể mở rộng vùng chọn hay thu nhỏ vùng chọn click đúp vào vùng trong này ta sẽ được đối tượng được vùng mới cần giữ lại đấy là cách chúng ta vừa làm lưu ý kích thước của vùng giữ lại thì nằm trên thanh trạng thái này kích thước bao nhiêu chúng ta có thể di chuyển và lấy một vùng bất kỳ rồi chúng ta click đúp vào vùng trong làm việc để giữ đối tượng này ta có thể cắt đối tượng khác các bạn thấy chưa ạ Công cụ thứ hai trong nhóm này là knife để chúng ta có thể cắt đối tượng. Chúng ta cắt điểm đầu và di chuyển đến điểm thứ hai. Đối tượng sẽ bị cắt ra. Kích thước đối tượng cũng thay đổi. Chúng ta hãy nhìn. Đối tượng thứ hai đây. Đối tượng thứ nhất đây. Công cụ eraser để chúng ta xóa đối tượng. Trước tiên, chúng ta cần chọn đối tượng trước, sau đó chúng ta mới chọn công cụ để xóa. Nét cọ chúng ta có thể điều chỉnh trong thanh trạng thái này. Ta có thể điều chỉnh độ lớn, nhỏ và chúng ta xóa. Tác dụng của công cụ này là như vậy. Muốn quay lại, ta có thể nhấn phím tắt Ctrl cộng Z. Chúng ta vào menu Edit, chọn Undo Erase. Đó là tất cả các chức năng của các công cụ chúng ta vừa đi.